Với mục tiêu bảo đảm miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho người dân. Cùng với nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, Việt Nam đang tiến hành đàm phán với các nhà sản xuất vaccine. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, đại diện Bộ Y tế cho biết, để có thêm nguồn cung ứng vaccine với mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Việt Nam, sớm chủ động đẩy lùi dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến khích tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với các đối tác trên thế giới, có khả năng cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam để nhập khẩu vaccine về sử dụng trong nước, theo tinh thần nghị quyết 21 của chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Thứ nhất là nguồn của COVAX Facility được 38,9 triệu liều. Thứ hai là 30 triệu liều của AstraZeneca thông qua VNVC. Thứ ba, Bộ Y tế cũng đang đàm phán với Pfizer để cố gắng trong năm nay và hôm tới có thêm 31 triệu liều. Đến nay, các đơn vị trong nước đang nghiên cứu 3 loại vaccine phòng COVID-19, đó là vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế và các nhà khoa học. Đơn vị sản xuất trong nước cũng đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu vaccine VA Biotech của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1. Chúng tôi đang tiến hành khẩn trương để hỗ trợ các đơn vị để nhanh chóng có thể thành pha 3. Và nếu không may dịch bùng phát chẳng hạn, thì chúng ta có thể phê chuẩn vaccine khẩn cấp. Đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục quấy phá, các biến chủng đang phát triển mạnh và tạo ra nhiều virus với sức chống chọi tốt hơn. Nếu sớm có vaccine, kể cả nhập khẩu và trong nước, toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, từ đó ngăn chặn sự xuất hiện của những thể đột biến nguy hiểm.